phủ đầu trên mặt trận quân sự. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Nga đã giành chiến thắng trên cả mặt trận quân sự lẫn ngoại giao. Cùng với đó là nước cờ tự sát của người Anh, khiến người ta gợi nhớ tới thảm cảnh ở Nam Tư, vốn vẫn bị che đậy và phớt lờ trong suốt thời gian qua. Bây giờ đây, nó đang tiếp tục trở thành cơn ác mộng trực chờ đối với người dân Ukraine. Vậy thì Nga đã có chiến thắng gì trên cả mặt trận quân sự lẫn ngoại giao? Và người Anh đang lựa chọn bước đi nguy hiểm nào? Hoàng Hải xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Phủ đầu trên mặt trận quân sự. Sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Zhanhokhovka, một đòn trả đũa đã giáng xuống sân bay Odessa, nơi mà Ukraine cho cất cánh các máy bay không người lái để thực hiện các phi vụ tấn công. Còn ở trên chiến trường Bakhmut, quân ủy mùa xuân Nga đã thông báo rằng trận chiến giành Bakhmut vẫn tiếp tục. Theo thông tin mới nhận được, PMC Wagner đã kiểm soát phần lớn thành phố và đang vắt kiệt lực lượng vũ trang Ukraine. Theo các nhà phân tích phương Tây, quyền kiểm soát thành phố đang được phân bổ như sau. Khoảng 62% Bakhmut nằm dưới quyền kiểm soát của Wagner, PMC, tức là khoảng 23,5 km2, và 34% thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, tức là tương đương với 13 km2. 4% còn lại dường như là vùng tranh chấp. Ở phía nam thành phố, Wagner cũng đang có một cuộc tiến công từ phía nghĩa trang, được đánh lên phía bắc để hướng tới khu trung tập. Trong vành đai rừng ở phía bắc Bakhmut, các cuộc tấn công tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine. Song song với đó, cuộc chiến tiêu hao giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục và người Nga vẫn đang sử dụng chiến thuật mới để bắn hạ các máy bay không người lái. Điều này đã được The Economist đăng tải. Tờ báo này đã dẫn lời chuyên gia Ukraine nói rằng người Nga đang thực hiện các chiến thuật phòng thủ điện tử. Họ gây nhiễu tín hiệu làm ảnh hưởng đến định vị GPS của UAV, khiến cho máy bay không người lái đến sai độ cao và làm chúng bị rơi do mất phương hướng. Nguồn tin cũng cho biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được năng lực công nghệ cao đáng kể trong những tháng tới. Nhưng họ vẫn sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với quân đội Nga. Đến chiều ngày hôm qua, cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Yan Gagin, đã báo cáo rằng Bakhmut nằm trong vòng vây hoạt động của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Ông ấy nói rằng tất cả các con đường đều được kiểm soát bởi pháo binh của lực lượng chúng tôi. Trong bối cảnh người Mỹ đang nhòm ngó đến Biển Đen, các tàu tên lửa của hạm đội Nga trong khu vực cũng đã tiến hành tập trận, với giả định rằng tàu của kẻ địch đang cố gắng gài thủy lôi trên tuyến đường đi của tàu Nga. Các tàu tên lửa nhỏ thuộc hạm đội Biển Đen với sự trợ giúp của UAV đã tấn công và tiêu diệt chúng. Như vậy có thể thấy rằng người Nga đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến ở khu vực này nếu như NATO chọn nơi đây làm chiến địa. Trong bối cảnh này thì người Anh đã đưa ra một quyết định rất nguy hiểm, có thể nói là nguy hiểm chết người. Đó là cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine. Hôm nay, hãng tin AA đã đăng tải thông tin này. Theo báo cáo của Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, Anh cũng sẽ cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine. Tuyên bố gây sốc này ngay lập tức đã gặp phải chỉ trích từ phía Nga. Tổng thống Nga Putin nói rằng nước này sẽ đáp trả tương ứng, còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì nói, tôi sẽ không ngạc nhiên về diễn biến này nếu sự việc chuyển giao thực sự diễn ra. Nhưng chắc chắn rằng nó sẽ có kết cục tồi tệ đối với họ. Theo ông, những kế hoạch như vậy cho thấy phía Anh sẵn sàng vi phạm luật nhân đạo quốc tế, không chỉ chấp nhận rủi ro mà còn cả tội ác chiến tranh. Ông Konstantin Gavrilov là trưởng phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Viên về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí thì nói rằng quyết định của chính quyền Anh là một bước nữa dẫn tới vực thẳm leo thang. Về vấn đề này thì đại diện của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết quyết định của Anh chuyển giao đạn uranium nghèo cho quân đội Ukraine cũng sẽ gây tổn hại cho người Ukraine. Hẳn quý vị còn nhớ thảm cảnh ở Nam Tư. Khi đó thì binh lính NATO đã sử dụng loại đạn nghèo uranium này để gây ra hậu quả về môi trường và vấn đề sức khỏe cho người dân Nam Tư. Bao nhiêu năm qua họ đã cố gắng để đòi bồi thường từ NATO, nhưng tất cả đều bị từ chối. Bây giờ đây, người Anh lại muốn biến người dân Ukraine trở thành đối tượng chịu những thảm cảnh khốc liệt và hệ lụy do sử dụng loại đạn nguy hiểm này. Lớp vỏ của loại đạn này không chỉ giết chết con người và sinh vật tiếp xúc với nó, mà còn gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và là tác nhân gây ung thư cho cư dân sinh sống trong khu vực. Chính quyền Kiev đang coi Anh và các nước phương Tây như là ân nhân của họ, nhưng thực chất ân nhân đó đang giết hại dân tộc, đầu độc người dân Ukraine. Và đến khi nào thì những nhà lãnh đạo người Ukraine mới thức tỉnh? Đến khi nào thì người dân Ukraine mới đứng lên để phản đối khi mà tham chiếu lịch sử từ Nam Tư vẫn đang còn đó? Chiến thắng trên mặt trận ngoại giao. Cuộc đàm phán và ký kết giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao Nga-Trung vào hôm nay đã kết thúc. Hai bên đã đưa ra tuyên bố chung như sau. Liên bang Nga đánh giá tích cực lập trường của Trung Quốc đối với Ukraine và Trung Quốc đánh giá tích cực việc Liên bang Nga sẵn sàng khởi động đàm phán. Nga và Trung Quốc lo ngại về những rủi ro liên quan đến việc tạo thêm liên minh phiên bản AUKUS
chỉ để chống lại hai nước này cũng như là kế hoạch chế tạo tàu ngầm hạt nhân của họ. Nga và Trung Quốc kêu gọi AUKUS thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hai nước đang có kế hoạch tăng cường quan hệ đối tác toàn diện trong lĩnh vực năng lượng. Nga Trung cho rằng để giải quyết được cuộc khủng hoảng Ukraine cần ngăn chặn đối đầu và kích động xung đột. Họ lo ngại về các hoạt động quân sự sinh học của Hoa Kỳ và yêu cầu làm rõ vấn đề này. Nga và Trung Quốc cũng sẽ mở rộng trao đổi khoa học để đảm bảo sự dẫn đầu về công nghệ của hai nước. Hai nước cũng kêu gọi tránh để cuộc khủng hoảng ở Ukraine chuyển sang một giai đoạn không thể kiểm soát được. Đồng thời, phản đối tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương mà không thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga Trung thúc đẩy Mỹ đẩy nhanh việc loại bỏ kho vũ khí hóa học. Hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho nhau và toàn cầu. Nga và Trung Quốc nhấn mạnh rằng NATO cần phải tuân thủ nghiêm ngặt bản chất phòng thủ của tổ chức này và tôn trọng chủ quyền nước ngoài. Nga Trung phản đối việc hình thành cấu trúc khối đặc quyền khép kín, chính sách khối và chính sách phe đối lập ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Liên bang Nga và Trung Quốc cũng sẽ tăng quy mô và tối ưu hóa cơ cấu tổ chức thương mại, bao gồm thông qua phát triển thương mại điện tử. Hai nước sẽ nâng cao mức độ hợp tác tài chính và tăng cường hợp tác trên thị trường tài chính. Hoa Kỳ phải có hành động thực sự để giải quyết các mối quan tâm chính đáng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và tạo điều kiện cho đối thoại. Nga Trung cũng lo ngại việc Mỹ tăng cường hoạt động trong lĩnh vực vũ khí tên lửa và kêu gọi chấm dứt phá hoại an ninh quốc tế. Hai nước phản đối các nỗ lực sử dụng không gian vũ trụ cho đối đầu vũ trang và sẽ phản đối hoạt động đó. Nga Trung cũng sẽ mở rộng các khả năng tiếp cận lẫn nhau đối với các sản phẩm nông nghiệp và tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này, đồng thời hướng tới hợp tác trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa cơ bản và tài nguyên khoáng sản cùng có lợi. Cả hai nước phản đối quân sự hóa công nghệ thông tin. Họ ủng hộ quản trị Internet toàn cầu đa phương tiện, bình đẳng và minh bạch. Trên đây là những điểm quan trọng trong tuyên bố chung của hai nước. Nhìn chung, Trung-Nga nổi lên như một cặp bài quyền lực và đang thể hiện vị thế của mình với trách nhiệm toàn cầu. Họ đang nỗ lực để chứng minh khả năng lãnh đạo của mình đối với thế giới. Cho nên tuyên bố chung của họ khiến cho nhiều chuyên gia nhận định họ đã gạt Hoa Kỳ sang một bên và người ta hoài nghi về khả năng lãnh đạo của một cường quốc số 1 là Hoa Kỳ. Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình có vẻ như đã đạt được mục đích. Cho nên, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov đã tuyên bố rằng Tổng thống Nga không có kế hoạch gặp gỡ Tổng thống Mỹ Joe Biden sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khi Nga và Trung Quốc thắt chặt quan hệ hợp tác để cùng đối đầu với kẻ thù chung, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã cố gắng để chen chân vào quá trình đàm phán này. Và điều này đang thu hút được sự chú ý của cả thế giới. Điều phối viên truyền thông chiến lược của Nhà Trắng John Kirby cho biết, nguyên thủ quốc gia Mỹ dự định sẽ có một cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình trong thời gian tới. Nhưng sau đó ít lâu thì thừa nhận rằng do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bận rộn nên cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra trong một thời gian thích hợp. Chính vì thế mà Maria Zakharova, đại diện Bộ Ngoại giao Nga đã viết, các chế độ phương Tây nổi bọt mép khi những lời giới thiệu của Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm ở Moscow diễn ra. Họ ngồi đó ghen tị và tức giận, sự ghen tức tầm thường. Họ không nhận ra điều chính là cả hai nhà lãnh đạo đều nói về sự phát triển mang tính xây dựng và không phá hoại trong nhiều năm của quan hệ song phương. Sáng tạo ra không chỉ vì lợi ích của hai quốc gia, mà tất nhiên là vì lợi ích của toàn thế giới. Hiện nay thì nhiều chuyên gia đánh giá rằng cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin đã mang lại cho ông Putin một bàn thắng đẹp. Vì chuyến thăm này có nghĩa là ông Tập sẽ vinh dự trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên bắt tay với ông Putin kể từ khi lệnh bắt giữ Tổng thống Nga được ban hành vào ngày 17 tháng 3. Liên quan đến việc trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga, ông Putin đã thể hiện mối quan hệ với đồng minh mạnh mẽ nhất của mình khi chỉ vài ngày trước đó, Tòa án Công lý Quốc tế đã ra lệnh bắt giữ ông vì tội ác chiến tranh ở Ukraine. Nói đơn giản thì cuộc gặp gỡ đã xé toạc giá trị của lệnh bắt ICC công bố. Đối với Nga mà nói, họ thỏa mãn vì ý tưởng cô lập Nga chính thức đã tan vỡ nhờ cái ôm của hai nhà lãnh đạo. Đặc biệt chú ý là vào ngày chuyên cơ của ông Tập Cận Bình đáp xuống sân bay Moscow, thủ đô nước này cũng đang tổ chức một sự kiện khác. Đó là hội nghị nghị viện quốc tế Nga-Châu Phi trong một thế giới đa cực. Nó có sự tham gia của hơn 40 phái đoàn các quốc gia châu Phi, chủ tịch quốc hội, đại biểu, lãnh đạo đảng và nhân vật công chúng từ khắp lục địa đen. Tổng thống Nga Putin đã phát biểu ở đó và tình cờ nói rằng ông ấy đang coi sự kiện này là chuẩn bị cho một sự kiện thậm chí còn lớn hơn. Đây là một trong những chìa khóa để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Saint Petersburg vào tháng 7 tới. Đối với Trung Quốc mà nói thì ông Tập Cận Bình dưới lăng kính của các nước phương Tây đang muốn ghi điểm chính trị qua chuyến thăm Moscow. Trung Quốc muốn sử dụng Nga để cải thiện hình ảnh của mình với tư cách là một nhà lãnh đạo ngoại giao. Và có một logic trong việc này, Bắc Kinh đã ghi được rất nhiều điểm chính trị và làm đẹp hình ảnh của mình khi trở thành trung gian hòa giải cho Ả Rập Saudi và Iran. Giờ đây khi giải quyết được một trong những xung đột cốt lõi ở Trung Đông, Trung Quốc cũng muốn đóng vai trò trung gian hòa giải trong các vấn đề nội bộ của châu Âu.
và điều này sẽ khiến vai trò của Trung Quốc trở nên nổi bật hơn. Nó sẽ có tác dụng đồng phá vỡ kế hoạch của Hoa Kỳ để cô lập Trung Quốc cũng như làm thất bại nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm cản trở sự trỗi dậy của họ với tư cách là một siêu cường toàn cầu. Trung Quốc đang nỗ lực để thúc đẩy một trật tự quốc tế mới lấy Bắc Kinh làm trung tâm. Tuy nhiên, ông Tập cũng phải cố gắng để duy trì sự cân bằng. Làm sao để vừa tránh bị lôi kéo vào cuộc chiến này, vừa kiềm chế không lên án Nga về các hành động của họ ở Ukraine, đồng thời củng cố mối quan hệ đối tác năng lượng chặt chẽ hơn với Moscow. Ông Tập cũng sẽ phải bước đi rất cẩn thận vì Trung Quốc muốn có được châu Âu, mà châu Âu thì lại đang căng thẳng với Nga. Họ còn phải đối mặt với bài toán để làm sao có thể đối phó với Hoa Kỳ nhưng không làm châu Âu xa lánh. Đây là một con đường rất hẹp cho ông Tập. Nhìn chung, trên tất cả các phương tiện truyền thông, người ta bắt gặp rất nhiều những bức ảnh của Tổng thống Nga Putin sát cánh cùng nhà lãnh đạo quyền lực của Trung Quốc trong bối cảnh điện Kremlin lộng lẫy, hoặc là trong các cuộc trò chuyện thân mật hay trong bữa tối ấm cúng. Bất chấp hàng nghìn lệnh trừng phạt và đe dọa, thậm chí còn có cả lệnh bắt giữ, nhiều người ví von hài hước rằng cuối cùng thì cuộc gặp gỡ này giống như là một cuộc hôn nhân thành công. Nhưng cuộc hôn nhân thành công thì mới chỉ là sự khởi đầu của câu chuyện, bởi vì nền tảng của một mối quan hệ tốt đẹp là tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Đây cũng là thách thức trong mối quan hệ của hai cường quốc này. Nói gì thì nói, quan hệ Nga-Trung khởi đầu bằng đàm phán, thỏa thuận, hợp tác, tự nguyện và đều vì lợi ích quốc gia làm cốt lõi. Nó hoàn toàn khác với cuộc hôn nhân cưỡng bức mà Hoa Kỳ thực hiện với các đồng minh của mình, cũng như các quốc gia khác bị tước đoạt chủ quyền. Washington đóng vai trò như là một người chơi quyền lực và chỉ chăm chăm vào lợi ích của bản thân mà không màng tới các vấn đề của đồng minh. Nói cách khác, người Mỹ sẵn sàng hy sinh cả an ninh lẫn kinh tế của đồng minh để phục vụ cho lợi ích của họ. Chính quyền ông Biden đã mắc một số lỗi sai nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại và các dự luật kinh tế. Cho nên, cái bắt tay của hai nhà lãnh đạo Nga-Trung đang trở thành một hình mẫu để thế giới quan sát và theo dõi. Khi tin tưởng, tôn trọng và hợp tác lẫn nhau vì lợi ích chung trở thành một tiêu chuẩn cho mọi cuộc đàm phán, thì rất có thể nó sẽ là nền tảng cho mọi cái bắt tay giữa các nguyên thủ quốc gia trên thế giới này. Tức là, vai trò trọng tâm của Hoa Kỳ sẽ phải nhường chỗ cho Trung Quốc và Nga. Viết về vấn đề này thì tờ Wall Street Journal cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tranh thủ được sự ủng hộ của các nhà nước đang phát triển và gây chấn động ở phương Tây khi lên án chính sách đối ngoại do Hoa Kỳ lãnh đạo. Bài báo này viết rằng ông Tập Cận Bình và ông Putin đã tố cáo cái gọi là trật tự địa chính trị do Hoa Kỳ lãnh đạo và giành được sự ủng hộ cho tầm nhìn của họ về một thế giới đa cực, đặc biệt là giữa các nước đang phát triển. Mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là mối quan tâm nghiêm trọng ở các thủ đô phương Tây, nơi họ coi cặp đôi này là đối thủ mạnh tiềm tàng của Hoa Kỳ và các đồng minh. Trước đó thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng sự tương tác giữa Nga và Trung Quốc trên trường quốc tế giúp củng cố các nguyên tắc cơ bản của trật tự thế giới đa cực. Và quý vị có thể thấy rằng thế giới đang chuyển động từng ngày. Liệu Trung Quốc và Nga có thể trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu hay không? Liệu họ có thể thay thế được Hoa Kỳ hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và quan sát diễn biến của nó trong thời gian tới, quý vị nhé. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.